Ở đây mình sẽ sử dụng giấy tông màu hồng, tím, xanh và cam. Tiếp theo dụng cụ gồm có kéo, thước, bút, bút màu, hồ keo. Giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Mình sẽ sử dụng tông màu xanh để làm nền. Cho tớ mượn bà mắt nha. Ok bà. Sau đó mình sẽ cắt hai hình tròn to và hai hình tròn nhỏ hơn. Từ hôm trước tìm thấy thôi. Không biết đâu. Ta nhớ được không nhỉ? Tiếp theo mình sẽ cắt hai cánh to hơn màu hồng. Cắt được như này mình sẽ tẩy bỏ bớt viền. Tiếp theo mình sẽ cắt 4 hình tròn nhỏ màu tím. Bây giờ chúng ta sẽ dán vào đây nhé. Đèn như chèo đấy sao chị xem. Nó cái nó cũng hòm, nó cũng to to. Ở bên chẳng có cái kiểu nào mà bò bò cái nó to quá. Con thi mắc kéo màu trắng này. Nó quay trắng này. Đó mình sẽ gấp hai hình tròn màu hồng. Để gập ở dưới cái ngăn kéo.
nó kéo với em vừa mới dắt nên nó cũng hơi nhằn, nếu mà mặc thì là béo thêm mỗi bụng cá thì cái chỗ nào nó to hơn nhưng mà cũng có béo đâu. Tiếp theo mình sẽ dùng màu tím để cắt hai sợi ria của con bướm này nhé. Vậy là mình đã cắt dán xong hình con bướm rồi. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.